thì thầy của mình đó là anh Hải, quý vị, nhờ anh Hải mà Kiều Giang đứng ở trong thương hiệu của Sài Gòn Tourist, và cũng nhờ anh Hải mà Kiều Giang được cái phong cách của Sài Gòn Tourist và Giang được học hỏi rất là nhiều. Các bạn biết là mỗi lần Giang được vào Sài Gòn Tourist từ năm 2007 á, thì Kiều Giang được học cái cấp chức vinh và được phong cách của Sài Gòn Tourist. Những cái mì này nó không Happy. Có happy không anh?